Đây ơi, đây đây. Nè. Dạ, gì mẫu thân? Có vậy làm chuyện phụ tôi được không? Rồi có nghe tôi kêu cái gì không vậy? Thì nghe, mà ngộ quá. Ủa, mấy cái đó bình thường mẫu thân vẫn làm mà, chứ con làm gì? Con nhìn có con kìa, con nhìn xung quanh trai tráng trong làng, có ai mà như con vậy không? Tối ngày sáng đêm chỉ biết có ăn rồi ngủ hà, nằm tới nằm lui, chán chê rồi đi ra ngoài rong chơi vậy đó. Nghề ngỗng không có, công việc nhà cũng không phụ. Nữa lấy cái gì cưới vợ đây hả? Ủa, bắt gì phải có thê tử? Con lấy người ta về rồi phải khổ thân làm nuôi cô ta sao? Con cứ ơn vậy có bộ thân lo rồi, con muốn gì nữa? Bộ mẹ ở vậy sống đời lột da đặng ở với con vậy hoài hả? Mình phải lo mà đi kiếm việc làm, đặng sau này còn nuôi cái bản thân mình nữa chứ. Chuyện còn xa lắm tính làm gì. Mà con đói bụng rồi, có cơm chưa vậy? Mưa rồi còn không đi lên đi. Đó, mưa rồi đó, cũng tại mẫu thân hết trơn à. Suốt ngày cứ la con đó, ông trời đổ mưa là tại mẫu thân hết đó. Hay cái thằng này. Dạ, mau nấu cơm cho con đi. Mày dòm coi, chén đũa đem ra ăn hết trơn, rồi thao chậu cũng đem ra ăn luôn, còn cái gì nữa đâu mà nấu hả? Bây giờ con đói bụng hả? Con muốn ăn cơm phải không? Con xuống con rửa chén rồi để cho mẫu thân nấu coi. Mệt mẫu thân quá, cứ càm ràm hoài, thiệt luôn. Thôi, con vô nằm xíu à. Đời ơi, đời, thức dậy. Ngủ tối ngày hà. Ủa, có cơm rồi hả mẫu thân? Cơm đâu mà cơm, chưa có. Chưa có mà cũng kêu, để con ngủ chút xíu đi. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Trời ơi, đã quá trời luôn à. Cá kho tiêu, con thích món này lắm à. Con không muốn ăn đâu, con đang ngủ á, mà bị cái mùi ai biểu mẫu thân nó ngon quá, nó sọc lên, con không chịu nổi nên mới thức giấc á. Tối ngày chỉ có biết ăn với ngủ, riết rồi không chán hả? Trời ơi, cũng chính vì chán cho nên con mới ăn với ngủ không đó. Con đâu có làm gì nổi đâu. Quên nữa, cái thân của mày á, mày coi có giống ai không? Tối ngày chỉ biết đi nằm ngủ vậy thôi đó, không có biết tính đường tương lai gì hết trơn trọi. Con nói cho mẫu thân nghe nè, con không giống ai, cho nên con không cần ai giống con hết trơn á. Tụi nó giống thì kệ tụi nó,
Mẫu thân không biết là con mắc bệnh chán đời hả? Bởi vậy khó trị lắm. Con đâu phải tự nhiên mà bị mắc cái bệnh này đâu. Là do ông trời ông bắt con bệnh này đó. Bay coi lại bay đi. Bệnh cái gì mà bệnh? Tại không muốn cố gắng bản thân thì có. Thanh niên ở trong làng này cỡ tuổi bay á, là người ta có gia đình, làm ăn buôn bán thành đạt hết trọi rồi. Người ta có vợ có con hết trơn rồi. Bộ bay không biết xấu hổ hả? Tại mẫu thân á. Mẫu thân đừng có so sánh, đúng không? Cứ như con nè, phải không? Không làm mà cũng có ăn đó thôi. Hả? Giờ nè, nó căng vào bụng, nó trùng vào mắt, con buồn ngủ nữa rồi. Hả? Mẫu thân biết không, cái bệnh này ngộ lắm. Hả? Thấy không? Hả? Bây giờ con ăn no đúng không? Hả? Con đi ngủ. Con ngủ xong vậy con đi chơi. Con đi chơi xong con về nhà, cái con làm biếng là con không làm việc. Mà con không làm việc ngộ cái là cái bụng nó đói, mà ăn vô cắn vào bụng trùng vào mắt ngủ tiếp. Đó, thấy chưa? Thôi con ngủ à. Bay nói hay lắm ha. Rồi mai mốt không còn bà già này nữa, để có ai mà hầu bay nữa nghe. Trời ơi, trời xin voi xin cỏ mẫu thân ơi, hơi đâu mà lo xa. Chơi cho, tôi đâu biết chơi đâu. Chơi thì phải chơi vậy. Đó, phải vậy nè, nó mới đá. Chứ không thì không có đá đâu. Chơi là phải có nghề. Huynh muốn chơi thì tự bắt mà chơi đi. Hai đứa nít ranh này, tao nói cho mấy đứa biết, cái lúc mà tao chơi đá dế á, tụi bay chỉ đứng xung quanh, chỉ đứng coi thôi. Còn bây giờ nè, con dế không làm gì, phải cho nó đá. Mà đá phải làm gì, phải làm cho nó sung lên thì nó mới đá nhau được. Thôi đứng đó làm gì, đi bắt con khác đi, nhanh lên. Huynh đúng là lười biếng mà. Bắt dế để chơi mà còn không chịu bắt. Hèn chi lớn rồi mà huynh còn bắt mẹ làm việc để nuôi mình. Đúng là không biết xấu hổ mà. Nói gì đó. Nè, bớt về đời nghe chưa. Cầm đi. Đưa đây. Cầm, không có chơi nữa, biến hết. Đi, nhanh lên, đi. Thôi mình đi, kệ con ấy. Ừ, đi chỗ khác chơi. Biết chơi với, mà làm như hay lắm chứ. Đúng rồi đó. Không chơi cái này, ta sẽ kiếm cái khác là chơi. Không biết làm gì thì ngủ nữa là thượng sách. Chỗ này coi. Chỗ này ngủ đúng là ngon ta. Đúng là trời trong xanh mây gió. Thích quá. Ủa Tỷ vậy? Có bánh tét bánh ú gì không cho đoàn ăn coi? Không có, có cũng không có cho mày đâu. Tỷ keo quá Tỷ ơi. Thanh niên trai tráng, gì mà lười biếng, ăn chơi liêu lỏng, không có giúp ích gì được cho đời hết trơn á.
Bớt thầy la đi tỷ ơi. Hả? Để thử đẻ con ra giống được như tôi không? Nè, cười người hôm trước, hôm sau người cười đó. Tôi nói thiệt á, mẫu thân của cậu đúng là vô phúc mà. Có đứa con trai cũng như không á. Tôi mà có đứa con như vậy á, tôi đuổi cổ nó đi từ lâu rồi. Trời đất ơi, lo đi bán đi tỷ ơi. Đứng nói nhiều chuyện ế bây giờ nè. Chuyện của nhà mình không lo, lo chuyện người ta. Nhìn gì? Hả? Chưa chắc sau này đẻ con hơn tôi đâu. Bày đặt. Nè 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 nè, tôi nói thiệt nha, tôi mà có đứa con như cậu á, tôi bóp mũi chết từ lâu rồi. Nè, tỷ đứng xa đó, chứ đứng gần tôi bóp cổ tỷ rồi. Cái gì? Đòi bóp cổ tôi hả? Nè nè nè, cổ nè, qua bóp cổ tôi đi. Lại đây. Đây, con ngon lại đây, đây. Lại đây, đây. Chắc tôi sợ à, được chưa? Tôi làm biến đi thôi. Trời ơi, có mấy bước mà cũng làm biến nữa. Thì còn gì mà xiên. Để tôi à, đi bán đi. Nhìn cái mặt á là thấy ghét rồi. Nè nè, ghét gì, muốn gì, muốn gì hả? Muốn gì? Hả? Thôi, con người mày làm biến quá, không có làm được gì đâu. Thầy lai cái miệng. Cũng may cho tỷ đó nghe chưa. Cũng may tôi làm biến á, tôi xiên đi thấy cái cảnh. Tôi ngủ cũng không yên nữa. Thiệt tình. Đó. Trời ơi, thiệt tình. Xém xíu nữa té xuống sông rồi. Ê, đi cả ngày không có gì chơi á, chán đời thiệt. Về cái đó bụng như thế chưa? Kỳ cục thiệt. Làm cái gì mà đồ đạc lung tung vậy trời? Ủa? Ủa sao cơm chín mà mẫu thân đâu chưa dọn ta? Làm gì kỳ cục vậy trời? Mẫu thân ơi! Mẫu thân ơi! Mẫu thân! Mẫu thân! Mẫu thân! Mẫu thân à! Mẫu thân bị sao vậy? Mẫu thân ơi! Đừng làm con sợ mà mẫu thân! Mẫu thân ơi! Mẫu thân đừng làm con sợ mà! Mẫu thân! Mẫu thân ơi! Mẫu thân! Mẫu thân ơi! Đừng làm con sợ mà mẫu thân ơi! Mẫu thân đừng bỏ con mà! Đừng bỏ con bà mẫu thân ơi! Mẫu thân! Mẫu thân ơi! Mẫu thân ơi! Sao mẫu thân lại bỏ con đi sớm vậy mẫu thân? Con chưa làm được gì cho mẫu thân mà. Ông trời ơi, sao ông bắt công quá vậy? Hả? Sao ông bắt mẹ tôi đi sớm vậy? Ông trời ơi, sao vậy hả? Sao ông bắt công quá vậy? Mẫu thân của tôi làm việc chăm chỉ siêng năng như vậy, mà tại sao, tại sao lại bắt mẫu thân của tôi đi sớm như vậy hả? Tại sao? Mẫu thân ơi, mẫu thân đã mất rồi, không còn ai lo cho tôi nữa. Bây giờ tôi không muốn sống nữa. Bây giờ tôi không muốn sống nữa. Bây giờ tôi không muốn sống nữa. Ông trời ơi, ông trời, tại sao vậy? Ông bắt mẫu thân tôi đi. Ông có giỏi thì bắt tôi đi luôn đi. Ông đánh tôi chết đi. Ông đánh tôi đi. Chỉ có vậy thôi hả? Sao không dám đánh tôi? Đánh tôi chết đi. Đánh tôi. Ông sợ cái gì hả? Ông sợ đánh chết tôi hay gì hả? Tại sao vậy? Sao không đánh tôi chết luôn đi? Cho tôi sống làm cái gì? Không có mẫu thân tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Mẫu thân ơi,
kỳ vậy trời? Trời ơi, muốn chết cũng không xong nữa. Ông trời ơi, chết sao mà khó như vậy hả ông trời? Trời ơi. Đụng đầu vào gốc cây này, mình phải chết cho bằng được. Khoan đã, không được. Suy nghĩ lại rồi, chết kiểu này đau lắm, mà đập đầu máu me tùm lum mà, xấu lắm. Mình chết cũng phải cho toàn thay, để kiếp sau đầu thai lên mặt mày mới đẹp đẽ được chứ. Kiếm cái chết khác, cái chết khác, cái chết. Ơn trời, mày đây rồi, mày đây rồi, trời ơi. Mày sẽ giúp tao chết toàn thây, kiểu này là chắc cú nhất. Đúng rồi, cuối cùng thì ông trời cũng đã giúp mình, cho mình cái chết toàn thây rồi. Như vậy mình cũng đã đạt được ý nguyện của mình rồi. Hài lòng lắm, hài lòng lắm. Trời ơi, trời ơi. Được rồi, mẫu thân ơi, mẫu thân hãy chờ con với Cửu Tuyền. Con sắp gặp được mẫu thân rồi, mẫu thân ơi. Ta đi đây. Gì vậy trời? Trời ơi, cái cây này, mày cũng cản tao chết nữa hả? Tại sao mày ác quá vậy hả? Mày đi xuống sông chắc chắn là sẽ chết đuối. Đúng rồi, nhảy xuống dưới chắc chắn là mình sẽ chết. Đúng rồi, gần quá, không được. Nếu như mình đi bộ từ từ xuống nước, bản tính mình thì sợ nước, mình sẽ quay lại, chắc chắn là mình sẽ không chết. À đúng rồi, chỉ cần mình leo cao thì cao, rồi sau đó mình phóng xuống, cái đầu mình cắm xuống sình, chắc chắn là sẽ chết. Đúng rồi, đúng rồi, leo cao thì cao, cao thì cao. Đúng rồi, chỗ này được nè, chỗ này cao nè. Đúng rồi, mình sẽ đứng từ đây nhảy xuống, chắc chắn là mình sẽ chết. Leo lên, leo lên. Được rồi, một, hai, ba. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Không được cứu tôi, tôi đang còn tử mà. Tránh ra, tao cũng không có muốn cứu mày. Nè, Quyết làm gì vậy? Tao muốn tự tử chết mà. Tao không có muốn cứu mày, mà tao cứu tao. Mày biết á, nhánh sông này rất là nhiều cá, mày nhảy xuống đây á làm động hết cá của tao. Huynh vô duyên quá, sông này là sông của chung, tao muốn nhảy đâu thì nhảy, mắc mới gì huynh cứu. Mày mà nhảy xuống đây á, lỡ mày có chết rồi sau này sao tao còn dám tới đây câu nữa. À, dính cá rồi. Đã gặp mày rồi, gặp trúng cái con cá này nữa. Lạ quá, trời ơi, con cá này tao mới thấy lần đầu đó. Con cá nó có độc đó, mày ăn vào á là chết tươi đó nghe chưa. Cái gì, con cá có độc hả? Đúng rồi. Ủa sao huynh không câu nữa? Hôm nay chưa chỉ đã gặp xui, tao không câu nữa. Ba gặp huynh mới xui đó. Cá
có độc. Lúc nãy huynh kia nói là cá có độc, nếu ăn vào sẽ chết. Ủa mình đang muốn chết mà. Đúng rồi, mình đang muốn chết. Hay quá, trước khi chết còn được ăn ngon, mà ăn vô chắc chắn sẽ chết. Hay quá, tiện cả đôi đường luôn. Ta sẽ ăn mày, mày có độc ta cũng ăn mày luôn. Cứu tinh đây rồi. Cứu tinh đây rồi. Cứu tinh đây rồi. Trời ơi thơm quá, ngon quá. Ông trời ông đúng là thương mình chứ. Mình trước khi chết mình còn được ăn no nữa chứ. Ta ăn mày rồi, chắc chắn là ta sẽ chết. Đúng như lời của gái kia nói. Được, ta sẽ ăn. Cá độc mà ngon dữ vậy, ngon hơn thịt gà luôn á. Mình thiệt không ngờ cá này vừa ngon mà vừa độc, càng độc thì càng ngon. Ăn vô là chết chắc luôn, lần này mình không thể nào mà sống nổi. Cá độc mà ăn vừa thôi, ăn nhiều quá ngộ độc nhiều, xui bọt mép chết xấu lắm. Vô đó rồi. Rồi xong, bây giờ trước khi chết á, mình phải kiếm một cái chỗ nào đó thiệt là đàng hoàng, nằm ngay ngắn chết mới nhắm mắt được. Giờ chỗ nào ta? Rồi chỗ này được nè. Ây da, sao nằm vậy thấy cứng cứng vậy ta? Cứng thì chứ. Rồi nằm vậy đúng nè. Chói mắt quá, sao chói dữ vậy? Ủa địa ngục gì mà ngộ vậy? Địa ngục mà sao giống trần gian dữ vậy? Ủa? Hồi nãy mình ngủ ở đây mà. Đôi hại nè. Con cá nữa. Mình chưa chết, mình vẫn còn sống hả? Trời ơi, cuối cùng mình vẫn chưa chết nữa. Ông trời ơi! Nằm đồ vô đá, tư thế không cần đẹp cũng được, chết là được. Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Cái đầu đập vô đá mà cái đầu còn nguyên vậy. Trời ơi, muốn chết thôi sao mà khó dữ vậy? Bây giờ mình có sức mạnh phi thường hay gì mà đập đầu vô đá bể luôn. Trời ơi, ông trời ơi, sao vậy? Tôi muốn chết mà ông trời không cho tôi chết vậy? Sao ông ác với tôi vậy? Tại sao con khóc? Ông trời, ủa, ông bụng. Con khổ quá. Con muốn chết mà chết cũng không được, ông bụng ơi. Thật lạ đời, ai cũng muốn sống thọ sống lâu, ngược lại con muốn chết là sao? Ông Bụt ơi, mẫu thân con chết rồi, con cũng không muốn sống nữa.
Con cũng muốn chết đi cho xong. Con chán đời lắm. Con chỉ muốn tự vẫn thôi. Mà 5 lần 7 lượt không lần nào con tự vẫn thành công hết ông Bụt ơi. Khổ quá. Thì tại vì dương thọ của con vẫn chưa hết. Con đập đầu vào đá luôn hả? Dạ con đập đầu vào đá. Đầu con không bể mà đá bể nát tan hết trơn rồi. Sao đầu con không bể mà đá bể ta? Con cũng không biết nữa. Con có ăn trúng cái gì lạ không? Đúng rồi. Con nhớ rồi Bụt ơi. Trước khi tới đây, con có ăn một con cá. Con nghe người ta nói là con cá đó độc lắm, ăn vô chắc chắn sẽ chết. Vậy mà ăn vô không những không chết, mà bây giờ con có sức mạnh phi thường nữa. Trời ơi, cái con cá đó không phải là con cá độc. Hả? Con cá đó là con cá quý. Hả? Cá tiền đó. Con ăn vô không những tuổi thọ gia tăng mà sức khỏe cường tráng hơn người. Con đập bể cục đá luôn rồi, cái đầu con có sao đâu. Trời ơi. Tại vì con cá đó lạ cho nên người ta sợ, không có ai dám ăn. Trời ơi, đúng là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà. Trời ơi, gặp ta là phước chứ quả gì. Ăn con cá mà cũng xui nữa. Trời ơi, tuổi thọ không những không giảm mà còn tăng nữa. Nhưng mà Bụt ơi, ông có cách nào chỉ con không ông? Chỉ cái gì? Chỉ con làm sao để được chết á. Trời ơi, lạ đời vậy ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp đó. Nhưng mà con bây giờ muốn chết cũng chưa được đâu. Thứ nhất là dương thọ của con chưa có hết. Còn thứ hai, con mới ăn con cá tiên đó vô thì dương thọ của con nó tăng hơn nữa. Giờ con muốn chết càng thêm khó. Không được, không được. Con phải chết, bằng mọi giá con phải chết. Ông Bụt ơi, con cầu xin ông, ông giúp cho con chết đi ông. Con hứa với ông, sau khi mà con xuống với Diêm Vương á, con sẽ trả ơn cho ông mà ông Bụt ơi. Làm gì mà đòi chết hoài vậy? Muốn chết thiệt hả? Dạ, có cách nào không ông? Làm việc ác nhiều vô thì chết. Thường những người làm chuyện ác dương thọ đều giảm hết. Thôi, ta đi đây. Ông Bụt ơi, ông Bụt. Mình phải làm chuyện ác cho nhiều vô, như vậy thì dương thọ sẽ giảm, rồi sẽ chết sớm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ông Bụt nói đúng, mình phải làm chuyện ác. Kể từ giờ ta sẽ làm chuyện ác. Mẫu thân ơi, mẫu thân hãy đợi con đi. Con sắp gặp được mẫu thân rồi. Con sẽ làm người ác. Ta sẽ làm người ác. Ta sẽ làm người ác. Đã nói đưa hết bạc đây cho ta. Không nè, ta cũng có bạc, làm sao đưa cho các ngươi. Đưa bạc mà không đưa, giấu tới giấu lùi hả ông lão? Quánh đi. Đừng tới lại. Các ngươi, tại sao vậy? Các ngươi dám y đồng hí biếu hả? Mày là ai? Dám cản đường tụi tao hả? Thúc à, có sao không Thúc? Dạ không sao, đa tạ nhiều. Dạ, để cô phụ. Dạ. Đà dạ tạ. Dạ. Hay là mình cứ đứng im cho hắn chém, thế nào mình cũng chết thôi. Giết ta chém. Hảo hán, xin hãy cho ta theo huynh. Theo ta làm chi? Trước giờ ta chưa thấy ai có sức mạnh phi thường như huynh. Hãy cho ta theo huynh làm đồ đệ. Thôi, ta có tài cán gì đâu mà theo ta. Huynh theo ai khác đi. Đứng lên. Dạ. Bước qua đó. Chạy. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, chờ ta, cho ta theo với, cho ta theo với. Đúng là xui xẻo, thử bao nhiêu cách vẫn không chết. Ông trời đó, ông đúng là trêu người biết chưa. Xui thiệt luôn. Cứu tôi.
Lại có kẻ muốn chết giống mình rồi. Chết thì chết đi. Ở đây ngoài ta ra không có ai cứu ngươi đâu. Coi như là bữa nay ngươi gặp may mắn đó. Ủa, hình như không đúng. Có gì sai sai hay sao? Đúng rồi. Không lẽ Chìm đợi ta. Đợi ta cứu. Đợi ta kia. Nè, ta đến đây. Rồi, sắp tới rồi. Đưa ta đây. Bây giờ mình phải hô hấp. Không được. Bây giờ mình phải phải trời. Trời đất ơi. Ta vừa cứu cô lên đó. Nè, nè. Ta nói cho cô biết kia chưa? Nếu như mà ta không xuất hiện kịp lúc để cứu cô thì bây giờ cô đã xuống tới âm phủ làm bạn với Diêm Dương rồi biết chưa? Ở đó mà vô lại lấy quán trả ơn. Không lẽ ân nhân đã cứu mạng ta? Tôi thấy cô sắp chết. Cho nên là tôi ra tay cứu thôi. Chứ tôi không muốn vậy đâu. Ta đa tạ ân nhân đã cứu mạng ta. Ân nhân cái gì hả? Xin lỗi ân nhân đã vô lễ. Ta không biết. Xin ân nhân lượng thứ. Có gì đâu. Thì thấy người gặp nạn cho nên ta ra tay cứu thôi. Nhưng mà nhà cô ở đâu? Để ta đưa về cho. Dạ. Thôi đi. Mình đi ha. Qua đây. Nè, làm gì đó? Gàn lắm. Dám cướp bóc ba ngày ban mặt hả? Vô lấy mạng hắn cho ta. Làm thắng. Cậu đã cứu dân làng chúng tôi. Con gái, sao mình mẩy con ướt nhem vậy? Rồi cậu này là ai? Hồi nãy con bị té xuống sông. Đây là ân nhân đã cứu mạng con đó ạ. Cậu là đại ân nhân của chúng tôi. Dạ. Cậu đã cứu con gái của tôi. Tôi không biết lấy gì để đền ơn cậu nữa. Lão bá, gặp chuyện bất bình thì con ra tay tương trợ thôi. Không có gì đâu lão bá. Bây giờ vậy, bây giờ chúng tôi, gia đình chúng tôi, cả làng chúng tôi mời cậu về làng để làm một buổi tiệc để đền ơn cậu được không cậu? Và sẵn đó chúng tôi có một món đồ tặng cho cậu nữa. Dạ, cho hỏi đó là gì vậy thưa lão bá? Phụ thân muội đã chuẩn bị một con chiến mã để huynh có thể thuận tiện đi lại.
Đó là con ngựa chiến tốt nhất làng Muội đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Một con chiến mã. Dạ. Lão bá, con không dám nhận đâu thưa lão bá. Ủa sao không vậy? Nếu được thì lão bá có thể cho con một món đồ khác được không lão bá? Được. Vậy cậu muốn món đồ gì? Dạ, lão bá, con có thể ở lại làng được không lão bá? Sao lại không? Sao lại không chứ? Được. Dạ. Đa tạ lão bá, đa tạ tất cả mọi người đã đồng ý cho con ở lại. Được bá. Tôi sẽ tặng cậu món đồ khác. Tặng cho con một món đồ khác hả? Ừ. Dạ, lão bá ơi, con có thể tự chọn phần thưởng cho mình được không lão bá? Nhưng mà cậu muốn món đồ gì? Thưa lão bá, con muốn làm rể nhà lão bá. Rồi, chịu làm nghĩa tế rồi đó. Con gái. Dạ. Nghe phụ thân hỏi đây, con có chấp thuận cho cậu ta ở nhà mình hay không? Sao? Dạ, phần con cái phụ mẫu đặt đâu, con xin ngồi đó. Vậy là được rồi. Mẫu thân à, con sẽ nhớ lời mẫu thân dặn. Từ nay con sẽ không chán đời, không lười biếng nữa. Công tử mặt đẹp ghê luôn. Tôi hôm nay tôi cũng qua nhà bá hộ nè. Nếu mà tôi không đi á thì công tử còn mai ra. Còn nếu mà tôi đi á thì công tử còn khuya. Mau lên, hội làng sắp mở rồi kìa. Nghe nói lần này có nhiều cánh hát đến. Ta đi nhanh đi. Ừ, đi nhanh lên, sắp trễ rồi đó. Nhanh lên. Dạ, mà anh đi trước đi, từ từ tôi theo sau. Chứ chân tôi mỏi quá. Trời ơi, ta là giàu nhất làng bên đó. Làm sao mà so với ta được mà so, hiểu chưa? Thôi được rồi, đừng nói nhiều, cứ chờ đi rồi biết kết quả. Trời ơi, sao vậy? Có sao không? Dạ không. Anh bị gì vậy? Không sao. Tưởng anh bị cái gì. Dạ. Vô nhanh lên. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Anh say đúng không? Không, tôi mới tới mà làm sao say được. Ủa, anh mới tới hả? Trời, tôi tưởng anh tới nãy giờ, khách người ta về hết trơn rồi đó. Bây giờ anh mới tới. Thôi, tranh thủ vô lẹ lên, đi. Đi. Bị sao vậy? Tôi nãy giờ tôi đi ngoài nắng, tôi bị say nắng. Anh có thể dẫn tôi vô được không? Tưởng gì, được chứ. Trời ơi, có cái gì đâu. Dạ, cảm ơn. Ừ, vô nhanh lên. Dạ. Trời ơi, đi cắn rễ mà còn đi trễ nữa. Mời bác. Dạ, cô chào ông. Ngồi đi con. Dạ. Rồi, lôi. Dạ. Dạ, xin chào mấy anh. Ừ, mời. Nè, rót cho cậu này một ly rượu. Rót lại đi, vô cạn. Mà, hết rượu rồi bác ơi. Hết rượu rồi. Dạ. Dạ. Vậy à? Cho con mời bác một ly. Dạ, mời. Dạ, mời để con rót cho bác. Dạ, đây ạ. Dạ. Dạ bác ơi, con nghe nói là vụ này bác trúng quá trời trúng luôn. Gia sản của bác tăng quá trời quá đất luôn rồi bác ơi. Dạ. Cậu nói rất là hay. Dạ. Nhưng mà nghe nói cha của cậu cũng vừa sắm một miếng đất rất là to đúng không? Dạ, thiệt ra mà nói thì nó cũng không có bao nhiêu hết, cứ chút xíu à. Có mấy con cọ nó bay qua bay lại bay tới bay lui, nó mệt quá nó xỉu luôn. Dạ. Khiêm nhường. Dạ, con không dám, không có gì to tát. Dạ thôi, vừa thôi. Bác biết sao không? Sao? Biết sao mà con cọ nó bay không nổi không? Sao? Dạ, tại nó ốm, nó đói đó bác. Tại vì miếng đất nhỏ xíu, đâu có gì mà ăn đâu bác. Nè. Cái gì biết thì nói, có thì nói nha. Đừng có nghĩ uống dăm ba giọt rượu rồi muốn nói gì nói nha. Hồi nãy không phải chính miệng công tử nói là con cò nó nhỏ xíu hay sao? Thôi,
hai anh đừng có cãi nhau nữa. Giàu nghèo nó đâu phải là cái để mà phân biệt con người. Đây nè, đây nè. Dạ, dạ. Câu này nói rất là đúng. Nè, con người quan trọng là nhân cách, còn cái chuyện của cải hay là tài sản gì đó không có quan trọng đâu. Hai cậu biết không? Dạ. Chưa chắc những người ăn mặc sang trọng mà có nhân cách đâu đó, nghe chưa? Coi chừng tao, nghe chưa? Dạ, con mời bác. Dạ. Mình uống hồi nãy giờ nó cũng đã nhiều rồi. Dạ. Tôi thấy là hiện tại thì khách khứa cũng đã về rất là nhiều rồi. Nè, coi như là mình uống ly này là ly cuối luôn đây nghe. Dạ. Uống xong mình về. Dạ. Dạ thôi, con cũng xin phép con cáo từ trước. Dạ, con xin cáo từ, con về. Nè, qua cho ta đi coi. Dạ. Bực hết cho mình. Nè. Cậu làm cái gì vậy? Dạ, con nhẩm xem coi chiều dài nhà cô bác nó có bằng với chiều dài nhà của con không, mà sao con thấy nó thênh thang quá. Rồi cậu nhẩm xong chưa? Dạ, xong rồi ạ. Cậu thấy nó làm sao? Dạ, con thấy sắp xỉ bằng nhà con ạ. Nói thật một câu nghe, nhìn cậu ăn mặc rất là giản dị, nhưng mà không ngờ nhà của cậu cũng to giống y chang nhà của ta luôn vậy đó. Dạ. Dạ thôi xin phép bác, chắc là cũng trễ rồi, con về kịp chuyến đò. Nhưng mà khoan. Dạ. Cứ ở lại đi chơi chút xíu đi ha, rồi mình dùng cơm chiều xong rồi hãy về nha. Như vậy thì con thấy ngại quá, chắc là không tiện bác ơi. Có gì đâu mà ngại, có gì đâu mà không tiện. Dạ. Con cứ coi như nhà này giống như là nhà của con là được rồi. Vậy nha. Dạ, cảm ơn bác. Đây, cơm của cháu đây. Dạ, con cảm ơn bác. Ăn cơm đi con. Dạ, mời hai bác dùng cơm. Gấp cho bà nè. Đó. Lấy đồ ăn đi con. Dạ. Ủa sao nãy giờ thấy con không ăn thịt ăn cá mà toàn là chăn canh không vậy? Dạ thưa bác, dạ con có thói quen ăn rất là đạm bạc, nên con chỉ thích ăn canh thôi. Dạ chứ không phải là con ngại đâu. Không có ngại nghe. Dạ con không có ngại mà. Không khách sáo nghe. Dạ không khách sáo luôn. Vậy là ăn dặn gì đúng không? Dạ. Rồi đạm bạc có dự tự nha nghe. Dạ. Ăn cơm đi bà. Cơm ngon quá bác ơi, canh cũng ngon nữa. Được đó bà. Nè, cậu làm cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Dạ, không có gì. Con tính chẻ mớ củi cho nhà mình nấu nướng đó bác. Trời đất Phật ơi, nếu mà chẻ củi bây giờ trời tối rồi, chẻ là ban ngày, chứ ban đêm làm gì chẻ được, hiểu không? Dạ không có, ở nhà con rảnh giờ nào con chẻ giờ đó hả? Thôi để dịp khác nha. Dạ. Bây giờ vậy, trời cũng đã sập tối rồi, bây giờ con về đi, để thôi cha mẹ ở nhà trông nghe không? Dạ, con cảm ơn hai bác đã tiếp đón con rất là nồng hậu, mẹ con đây rất lấy làm cảm kích ạ. Rảnh rỗi con cứ tới nhà chơi, đừng có ngại gì hết nha, cứ coi như nhà của con vậy đó. Dạ, con cảm ơn bác. Giờ anh vậy nha, trước khi con về á, bác có ý này. Dạ. Có nghĩa là bác nhìn thấy con là một đứa siêng năng, rất là tốt. Bác có một đứa con gái, nhưng mà chưa có gả nó cho ai hết. Nếu con chấp nhận làm rể của bác, thì con về con thưa với cha mẹ, rồi mang trầu cao qua đây, bác sẽ gả con gái của bác cho con. Con ngạc nhiên hả? Bác nói thật đó. Bác nói thật?
Dạ, vậy con biết rồi. Con cảm ơn hai bác. Dạ thôi, con xin phép con về trước. Dạ, con chào hai bác. Con về. Dạ. Ủa sao vậy? Dạ, con xin phép về ạ. Nó rất là khoan thai. Nè, để tôi nói cho bà nghe nha. Nhà của nó đó hả, to bằng cái nhà của mình luôn vậy đó. Nè, nó là một đứa rất tốt. Nếu mà con gái của mình mà được nó là chồng á, thì con gái của mình sẽ rất là hạnh phúc. Ông đó, ông phải coi lại kỹ càng chút xíu nha. Chứ tôi á, là tôi sợ lỡ con gái mình mà nó không chịu là mệt lắm đó nghe. Sao không đồng ý? Một người chồng tốt như vậy mắc cái gì mà không đồng ý? Bà yên tâm đi, con gái mình chắc chắn sẽ đồng ý. Ủa vậy là sao? Công tử, đói bụng không công tử? Đói sao không mày? Sáng về tao có ăn gì đâu. Tức thiệt. Tại sao lại thua cái thằng khố rách áo ôm đó? Trong khi nhà công tử ruộng cò bay thẳng cánh, còn ruộng đất của ta thì phì nhiêu như vậy. Mày coi, sẽ có trò hay cho mày xem. Vậy một hồi công tử ra trước nha, ta ra sao? Mày không ra trước bắt tao ra trước là sao? Thôi đi, công tử mập, công tử mạnh, tôi ra sao? Tao mập mà tao chậm, mày ớ mày nhanh, ra trước đi. Tao ngoài sao tao tấn công nó. Thôi, hai thằng ra một lượt đi. Chẩn đường nó, đánh cho nó một trận nhừ tử, cho nó đừng có bén mảng tới đây nữa. Thôi vậy đi. Lần này tụi mình phải dạy cho nó một bài học nhớ đời mới được. Nó tới rồi kìa. Ê. Đi ra. Chính ra. Đi mày ra. Chính ra coi. Tà trước. Chính ra coi. Tao chờ từ sáng tới giờ. Hai anh là ai vậy? Mày không biết tụi tao là ai? Mày no bụng lắm rồi chứ gì? Dạ, nhà ông Phú Hộ đãi tụi ăn ngon lắm. Tôi no. Bây giờ là no đòn nghe con. Từ nay về sau tao cấm mày bén mảng tới nhà Phú Hộ nữa nghe chưa? Đĩa mà đòi đeo chân hạt hả mày? Mày tao muốn mày nói mày. Đĩa mà đeo chân hạt. Đi về công tử. Nhớ cho mày, từ nay về sau cấm bén mảng đến nhà cô Lệ Hằng nghe chưa? Đi. Đó là của tôi. Của tao. Của tôi. Mày của tôi mà. Của tao. Của tôi. Của tao. Của tôi. Tao nè. Của tôi. Năm nay làng mình mất mùa, đến lúa giống cũng không còn để mà trồng. Cứ cái đà này, mùa màng năm nay của nhà mình không có cái gì để mà ăn luôn. Bởi vậy tôi sai cái thằng Mẹo á, đi qua làng bên mượn ít gạo về mà nấu. Mà nó đi từ qua giờ chưa thấy về. Kìa, nó về rồi kìa. Về dạ, rồi hả? Cha, mẹ. Vô đi ngồi đi con. Dạ. Sao rồi con? Con có mượn được gạo không? Dạ. Không ạ. Thôi thì mùa sau á, nhà mình có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Cha cũng hết cách rồi. Dạ, thưa cha, mẹ, hôm nay con không có đi mượn gạo, nhưng con sắp cưới được vợ rồi. Cái gì? Cái thằng này, mày nói gì vậy? Qua nay tao kêu mày đi mượn gạo mà mày mượn không có. Mày về mày còn mày đặt nó cưới vợ này nọ nữa. Mày nói thật hay nói chơi vậy? Dạ, con nói thật, con sắp cưới được vợ rồi. Trời ơi, nhà mình nó không có của ăn của để, rồi hôm nay lại rước thêm nàng dâu về nữa. Rồi sao tao lo cho nổi? Nè, hay là con để thư thả sang năm sau được không? Cha mẹ cứ lo xa quá. Ở bên đó người ta chịu cho con ở rể. Mai mốt á, đám cưới ở bển, cha mẹ chỉ có mặt hỏi cưới là thành rồi. Ở rể? Dạ. Ta không có đồng ý đâu. Cái ông này có vấn đề gì đâu. Ủa, mà con bé đó
dáng vẻ như thế nào. Ơ mà quên, mày mù mà, mày có nhìn thấy dáng vẻ của nó đâu. Nhưng mà nè, con bé đó con gái nhà ai? Bên nhà gái á, có biết con bị mù không? Dạ, cha, mẹ, biết hay không á, thì không quan trọng. À, nhà bên đó, người ta quý mến con dữ lắm. Ừ. Nên sau này mà có cưới hỏi gì về á, thì chuyện đó con vẫn giấu được. Nè, nhưng dù sao á, con cũng phải đối xử tốt với con gái nhà người ta. Dạ. Được rồi, để cha mẹ hỏi họ hàng xem coi có mượn được tiền không, thì cha mẹ sắm sính lễ nha. Dạ, nhưng mà cha mẹ sang bên đó đừng cho nhà bên vợ biết là con không nhìn thấy được nha. Thằng quỷ, chuyện đó mày khỏi lo. Dạ dạ, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha. Nhớ rồi. Nhìn họ đẹp đôi thiệt á. Dạ. Thiếm thấy đúng không? Cha thấy không hả? Hai đứa cháu của cha hôm nay nó rất là đẹp đôi. Lúc này bụng của cha yếu lắm, không có ăn xôi được. Không, ý con nói là hai đứa cháu hôm nay nó rất là đẹp đôi. Mày nói cái gì vậy? Cái áo tao mặc mới có 3 ngày mày nói hôi là hôi sao? Ông này, cha điếc đát rồi mà ông còn chọc ghẹo cha nữa. Điếc ông nội mày chứ điếc. Nói vậy là tao nghe đó, nghe chưa? Vậy được rồi. Dạ, con mời ông. Đúng rồi. Hôm nay nhìn chàng rể của mình rất là bánh trai, rất là đẹp. Nó đẹp ngang ngửa với tôi lúc hồi còn đẻ đó bà. Tôi mà chọn là cấm có sai. Đúng rồi. Ông khen thì cũng vừa vừa thôi, khen quá té hèn đó. Thì đúng rồi, hợp mới kết đôi đó. Ông đó, đừng có vội mừng. Không biết được mấy bữa đây, thằng con mình đã mù mà nó còn tự tin đi ở rể. Sao tôi lo quá. Mày yên tâm, đừng có lo. Thằng mèo nó thông minh lắm, nó hiểu chuyện. Thế nào ông bà bá hộ cũng sẽ coi trọng nó. Dạ con mời. Dạ mời, dạ mời. Dạ mời, dạ mời. Dạ mời, dạ mời ông ba. Đây nè con. Dạ. Phía bên đó đó là của người ta. Dạ. Còn nguyên cái khu ruộng bên này dài tuốt xuống dưới là của mình. Dạ. Dạ. Con nhớ phân biệt mà làm cho đúng nha. Con ở đây dạ, làm cỏ giùm mẹ nha. Để chuẩn bị gặt rồi đó. Dạ. Hen. Con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, để đó con làm hết cho. Vậy ha, cứ vậy mà làm nghe con. Dạ. Ơi mình ơi. Trời. Sao vậy mình? Đây là ruộng nhà người ta, còn ruộng nhà mình bên này nè. Mình không hiểu gì hết. Tôi biết chứ, bên đây là ruộng người ta, bên đây là ruộng của mình. Tại vì tôi thấy cái bờ thấp quá mà cỏ hai bên cao nữa, nên tôi tiện thể cắt hai bên để phân biệt đất người đất ta. Mình nói cũng đúng. Vậy thôi, mình tranh thủ làm đi, rồi lên ăn cơm nha. Nè Minh. Ngon không Minh? Cơm ngon quá. Cảm ơn Minh đã mang cơm ra cho tôi. Cơm này là em nấu đó. Nếu mà mình thích á, lần sau em sẽ nấu thêm cho mình ăn nha.
Được được, mình không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa. Tôi sẽ cố gắng ăn hết để không phụ công của mình. Thôi tôi tranh thủ ăn để còn làm không kẹo trễ. Vậy mình ăn nhiều chút nha mình. Ơi, mình ơi, mình sao vậy mình? Không sao, tại ta thấy dưới ao cá nhiều quá nên ta tính bắt đem về cho mình để chiều nay nấu cơm ăn. Vậy hả? Thôi mình lên cái đã. Em thấy hình như là việc gì mình cũng làm được hết đúng không? Mà thôi để bữa khác đi, chứ ở nhà nhiều đồ ăn lắm, bắt cá sợ bỏ phí á. Vậy thôi, vậy để lần khác ha. Thôi mình về đi mình. Con nè. Dạ. So giờ chính tay mẹ nấu nè, con ăn thử coi có vừa miệng không. Dạ con cảm ơn mẹ. À mẹ. Hả? Sáng nay giờ con đi đâu rồi mẹ? Nó đi chùa với mấy cô bạn hàng xóm á. Dạ. Con ăn đi nha. Dạ dạ. Con à, xôi ngon phải không con? Dạ, xôi ngon lắm mẹ. Xôi là món con thích ăn nhất đó. Con ăn nữa không? Mẹ múc thêm cho con nghe. Dạ, con cảm ơn mẹ, nhưng mà con no rồi. Dạ, không biết tên nào tranh thủ lúc mình đi chăm trà lại lấy mất xôi. Lần sau mà ta bắt được thì cho biết tay. Dạ, đủ rồi cha. Hôm nay tất cả mọi người lên rừng. Dạ. Chặt tre, đem về làm cái nơm để bắt cá. Mà nhớ kỹ, chiều nay phải xong nghe rõ chưa? Dạ. 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 Tụi con biết rồi, tụi con sẽ cố gắng. Rồi lên đường đi cho kịp giờ. Dạ. Thưa cha mẹ tụi con đi. Đi đi. Con đi. Được bà, tụi con đi. Đi đi. Đi đi. Con gái. Con gái. Lại đây. Lại đây. Dạ. Nè, con định đi theo con đám người đó lên núi à? Nè con gái à, đường trên núi khó đi lắm. Dạ không cha, con có hẹn với mấy chị bạn con đi lên núi để đi chùa, tầm xế chiều là con về à. Cái gì? Đi chùa hả? Dạ. Nè nè nè, cha hỏi con, hình như lúc này con đang cầu xin cái gì đó phải không? Cho nên cha thấy con thành tâm dữ lắm. Dạ tôi biết nè, con nó lên chùa để cầu xin được quý tử để năm nay nhà mình thêm sung túc đó. Tốt, rất là đúng đó con gái. Cha rất là muốn con cháu đạm bụng đó con gái à. Cái ông này. Dạ thôi con đi nha cha. Con đi nha mẹ. Đi nha con. Dạ.
Ông này biết rồi. Ui da. Ơi, có sao không anh? Trời ơi, đi đường mà không nhìn gì hết trơn vậy. Có sao không? Thôi đứng dậy đi. Đâu có. Có bị thương chỗ nào không anh? Chỉ giả bộ vậy thôi. Để cho mấy anh bớt căng thẳng chứ đi rừng mà căng thẳng quá, buồn muốn chết đi được. Ờ ha, tôi thấy cũng đúng nha. Mà đi nãy giờ im ru hết trơn, đâu có nói câu nào đâu. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Chán thiệt á. Ừ. Đi rừng để làm việc thì mình phải vui vẻ thì làm việc mới hiệu quả được, đúng không? Ừ. Cũng đúng. Hay là bây giờ mình kiếm cái trò gì mình hát đi. Mấy anh có bài gì hát không? À, bây giờ tôi có cái bài này nè. Bây giờ mấy anh hát theo tôi nha. Bây giờ nè, 2, 3. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lương. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Nhớ hết chưa? Nhớ hết chưa? Nhớ rồi, đi nha, đi nha. Anh lượm cái rìu lên đi nè. Vậy cũng quên nữa. 2, 3. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lương. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Anh mẹo ơi, sao rồi? Ui da, tôi xong hết rồi nè. Ui da, đau bụng quá. Ủa, bị gì vậy? Sao vậy? Có sao không? Bị cái gì? Đau nặng quá, chắc là không hết nổi đâu. Sao? Các anh cứ để tôi ngồi nghỉ một xíu đi. Chút xíu nữa tôi hết đó mà. Các anh ơi, dắt cây về trước đi. Về làm mấy cái nôm, chứ để ba vợ của tôi ở nhà đợi. Nhưng mà ở đây có một mình anh thôi à. Để anh lại một mình được không? Không sao, mấy anh cứ về đi. Thì không đó. À, đem giúp đồ của anh về đi. Thôi về trước nghe. Về nha. Thôi tranh thủ đi, rồi về sớm. Ê, ai kìa? Ê, hình như có ai ngất xỉu kìa. Ê, mình có bệnh còn sao? Không biết còn sống không? Anh có sao không anh? Mấy anh lại vậy? Anh đừng có sợ, tụi tôi á là tùy phu lên đường đúng củi thôi. Sao anh nằm ở đây? Tôi đau bụng, tôi mệt nên nằm nghỉ một chút. Chủ sai tôi lên rừng chặt tre làm mấy cái nôm. Từ sáng tới giờ tôi chưa làm được cái nào hết mà tôi bị đau bụng nữa. Nhưng mà anh thấy ổn không? Các anh yên tâm đi, tôi ổn. Cảm ơn các anh đã có lòng thương giúp đỡ tôi. Nhưng mà số tôi khổ quá. Chủ sai tôi đi chặt tre làm mấy cái nôm, tới giờ tôi chưa được cái nào hết. Chắc chút nữa về chủ tôi mắng tôi, rồi không trả tiền công nữa. Tôi còn phải nuôi cha mẹ già nữa. Bây giờ tôi không biết phải làm sao đây. Có hai cái nôm thôi mà tôi làm cũng không được nữa. Tưởng chuyện gì? Tưởng gì? Chuyện đó dễ ợt. Để hai anh em tụi tôi phụ anh nha. Làm cho xong. Hai anh nói thật hả? Thật, ngày của tụi tôi mà. Vô, nhanh lên. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Có gì đâu. Mấy cái này nhanh mà.
Anh xong chưa? Tôi xong rồi này nha. Xong rồi. Anh coi đi. Đây nè. Đẹp không? Hay anh làm có mệt lắm không? Mệt gì đâu, nghề mà. Cảm ơn hai anh, ông trời sẽ ban phước cho hai anh. Thôi hai anh về trước đi, chút nữa bớt nắng á, ông chủ tôi sẽ sai người lên đưa tôi về. Cảm ơn hai anh nhiều nghe. Mà anh có ổn thiệt không? Tôi ổn, anh đừng có lo cho tôi. Hai anh về đi, để vợ con đợi. Tôi đã làm phiền hai anh nãy giờ nhiều lắm rồi, tôi không có muốn nhờ giả gì thêm nữa. Thiệt không nha? Thiệt, thiệt mà. Thôi hai anh cứ lo về đi chứ để trễ. Thôi anh ở lại nha, anh em tụi tôi đi trước đây. Xin chào hai anh. Chào hai anh, đi cẩn thận nha. Mình ơi. Mình bị mù hay sao mà không thấy em? Hay là mình lạnh nhạt với em rồi đúng không? Mình nói cái gì mà sao khó nghe quá vậy? Mới cưới chưa được bao lâu mà mình đã không chịu ngó ngàng gì tới em rồi. Vậy là chỉ có một trong hai lý do thôi. Sao mình nói vậy? Tôi làm sao mà lạnh nhạt cho mình được? Một người vợ đẹp vậy mà sao lạnh nhạt được, đúng không? Tại vì tôi á đang mãi say sưa ngắm hai cái nôm này nè, nên không có để ý tới xung quanh. Nè, mình coi đi, tôi làm đó. Em không ngờ là mình khéo tay vậy luôn á. Mà nè, em có mang cơm cho mình nè. Đó, cơm này là em tự nấu đó. Mình coi tranh thủ ăn, xong rồi chúng ta còn về nữa. Đây. Đũa nè mình. Mình ăn đi. Ngon không mình? Cơm ngon quá. Mai mốt mình nấu cho tôi ăn nữa nghe. Nhưng mà ngày mai em lại lên chùa rồi, có gì ngày mai mình ăn với cha mẹ nghe. Ủa, sao mình cầu cái gì mà đi chùa hoài vậy? Mà thôi, mình tranh thủ ăn đi còn đi về nữa. Cơm ngon quá. Nè, con ăn dĩa xôi này đi, sáng nay cha con ăn rồi đó. Dạ, con cảm ơn mẹ. Để xem hôm nay ông có bắt được nhà ngươi hay không. Dám lấy xôi của ông à? Trái cây nè con. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ông ơi ông. Cái gì vậy? Chết tôi rồi, ông. Thật ra là chi vậy? Thằng rể nó đánh. Cái gì mà bà la dữ dội vậy? Đâu phải nói cho tôi nghe câu chuyện gì? Chuyện gì thì ông hỏi thằng rể quý của ông kìa. Nó đánh tôi ra nông nổi như vậy nè. Ông xử đi. Chuyện này là sao? Tại sao con lại làm vậy? Đây là mẹ vợ của con đó. Tại dạ. Sao con đánh bà ấy? Dạ. Đau quá. Có chuyện gì vậy cha mẹ? Con coi thằng chồng của con nó đánh mẹ ra nông nổi như vậy nè. Tại sao lại đánh mẹ tôi? Nếu anh không thích gia đình tôi thì anh nói, chứ sao anh có thể làm như vậy được? Bây giờ mình về rồi á thì tôi mới nói. Tôi đâu có mẹ. Ghét cha mẹ và mình đâu chứ. Tại vì phong tục bên nhà tôi á, từ ông bà tổ tiên ngày xưa của nhà tôi rồi, là cơm bưng nước rót là chỉ có vợ mới hầu chồng thôi. Lần trước là mẹ làm sai, nhưng mà con không có dám nói. Còn lần này con không thể nào cho mẹ làm sai thêm một lần nữa. Phong tục cái nỗi gì? Muốn cái gì
gì thì bay phải nói chứ, tại sao bay lại hành động lỗ mãng như vậy chứ? Dạ con xin lỗi mẹ, cũng tại vì cũng bất đắc dĩ, con không muốn người ngoài dị nghị gia đình của mình. Bà có sao không bà? Hiểu rồi. Qua cái chuyện này tôi thấy thằng này nó nói cũng đúng đó bà. Thôi bà cũng đừng có giận nó nữa, tha lỗi cho nó đi bà ha. Thôi giờ vậy đi. Dạ. Coi như cái chuyện này là bỏ qua hết. Thôi hai vợ chồng con về phòng nghỉ ngơi đi ha. Dạ. Con xin phép dạ. Ba mẹ. Con xin phép cha, xin phép mẹ. Đưa chồng con về phòng đi. Đi mình. Ui da. Bà ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi. Nó sưng lên nè. Biết rồi, biết là vậy rồi. Bây giờ vậy, thiệt tình á, qua cái chuyện này rồi tôi mới thấy rõ ràng thằng rể của mình là gia đình có giáo dục, làm cái chuyện gì cũng rất là đúng nguyên tắc, rất là tốt đó bà. Cha, thưa cha mới tới. Dạ thưa cha mới tới. Cha mới đến. Dạ. Bây giờ về nè dạ. Cha, hiện tại bây giờ là khách người ta chưa có tới. Bây giờ cha đi đường cũng mệt rồi, cha vào trong nghỉ ngơi đi. Khi nào khách đến con mời cha ra. Ủa vô vậy trong nha. Làm gì? Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hả? Nghỉ ngơi. Vô nghỉ ngơi. Mời cha vô nhà. Mình ơi, bây giờ mình ra giúp cha mẹ đi mình. Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội, để cha mẹ đón tiếp. Có như vậy á thì ông nội mới vui. Ông mới cảm thấy là mình có được những người con hiếu thảo, còn bổn phận của mình là cháu. Lát nữa mình vô mừng thọ cho ông nội là được rồi. Cái ngành cửa này cha, đi từ từ thôi. Ngồi đây ha. Dạ thưa tất cả mọi người, hôm nay là ngày mừng thọ của cha tôi. Mọi người ăn uống vui vẻ nha. Dạ, tôi xin chúc ông sống thọ. Nghe rồi. Con chúc ông vui vẻ. Dạ con xin chúc ông thật nhiều sức khỏe Con chúc ông mạnh khỏe Con chúc ông dồi dào sức khỏe. Con xin chúc ông nội sống lâu trăm tuổi. Cái gì một buổi? Sáng giờ, đã từ sáng giờ rồi. Dạ không có. Ý con là con chúc ông nội sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi. Dạ. Ông nội cũng gần trăm tuổi rồi con. Đi qua bàn khác nha. Ăn uống vui vẻ nha mọi người. Mọi người vui vẻ nha. Qua bên này nè cha. Con chào ông nội. Con. Dạ chào ông. Ăn uống vui vẻ nha. Dạ. Thôi dạ. Ông mệt rồi, ông nội vô nằm nghỉ. Dạ. Nghe. Dạ. Sao mà nghỉ được? Còn bà ngoài nữa kìa. Ra ngoài đi con. Đi ra cha ơi. Nghe ra thì bữa hôm nay có rất nhiều món, mình mà gấp không trúng thì chẳng phải để cho người ta chê cười sao? Dạ thưa các anh, các chú, ngày hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội tôi. Thì cha vợ của tôi đã làm rất nhiều món ăn ngon. Theo tôi nghĩ vậy nè, dạ, mình nên trộn tất cả các món ăn lại với nhau đi. Rồi mỗi người chia ra một phần. Tôi thấy vậy sẽ tiện hơn, được thưởng thức tất cả các món luôn. Ý kiến hay, trộn cứ trộn, mời các cậu cứ tự nhiên. Dạ, xin mời. Dạ, con mời mọi người ăn à. Mời bác. Được rồi, để đó tôi, cảm ơn. Cái này chấm cái này nè, ngon hơn. Đúng rồi. Chị thấy á, chồng em vừa đẹp trai, thông minh mà lại siêng năng nữa. Nhất em rồi đó nha Lệ Hằng, đúng không mấy chị? Đúng rồi. Anh mèo chồng em mà nghe chị nói vậy chắc cười cả ngày quá. Hai vợ chồng em khiêm tốn quá. Mời. Dạ, con mời hôm cô. Hôm nay nhà đãi nhiều đồ ăn thiệt ha. Dạ. Sao anh mèo? Cậu sao vậy? Cậu sao không? Từ từ thôi. Sao vậy? Cậu có sao không? Mình ơi. Trời. Mình ơi. Mình sao vậy mình? Ông chủ. Sao không? Có gì vậy? Tội nghiệp cho Lệ. Tôi không sao. Không sao. Không sao rồi hả? Không sao. Mừng quá anh mèo có bị gì không? Mọi người ăn tiếp đi. Không sao là tốt rồi. Tiếp đi. Không sao. Đi ăn. Dạ. Mời vô. Dạ mời. Chị không ngờ Lệ Hằng có một người chồng giỏi giang như vậy. Vợ chồng ông bá hộ có chàng rể siêng năng hiền lành. Chị cũng mong có được người chồng như em vậy đó.
Thôi phúc ai nấy hưởng, mọi người ăn đi. Thôi ăn đi mấy đứa à. Dạ. Dạ. Cạn. Dạ mời. Dạ. Mời mời. Mời mời. Uống. Ủa, có chuyện gì mà cậu cười vui vậy? À, tại bữa nay con thấy bác mặc bộ đồ này rất là hợp với dáng của bác đó. Cảm ơn cậu, cảm ơn. Mọi người cứ ăn đi, vui vẻ ha. Dạ. Mời. Mấy cô ăn tự nhiên. Dạ. Mời. 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 Cạn. Ủa, ai là vợ của mình ta? Hôm nay là ngày mừng thọ của ông nội. Anh Mẹo, anh Mẹo có sao không? Chúc ông nội mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Lẹ Hằng, dẫn nó vô nghỉ đi con. Dạ không sao. Nhìn hấp dẫn thiệt. Chồng con hơi xỉn, chắc hôm nay vui á. Thôi để con dẫn anh ấy vô. Mọi người cứ ăn tự nhiên nha. Dạ. Mình sai rồi. Để em đưa mình về phòng nha. Hôm nay em đẹp quá. Thôi mình sai rồi. Để em đưa mình về phòng. Em đẹp lắm. Thôi đi vô, đi vô. Mọi người cứ tự nhiên nha. Dạ. Thôi mời vô. Dạ mời. Dạ, 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 dạ. Xin mời. Dạ mời anh. Dạ. Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ ơi, con về rồi. Cha mẹ ơi. Mẹo hả? Con về rồi đó hả? Cha mẹ. Con về rồi. Mẹo. Cha sao rồi? Sao mẹ? Rồi con? Dạ con mới về. Ủa sao bộ mình đó con bị phát hiện rồi hả? Dạ hôm nay mẹ đẹp lắm. À, cái gì? Mẹ đẹp lắm. Dạ. Con đã sáng mắt. Dạ, rồi hả? Dạ cha mẹ, mắt con đã sáng rồi. Con đã nhìn thấy cha, con đã nhìn thấy mẹ rồi. Con ơi, con đừng có nói giỡn nha con. Con nói thiệt, mắt con sáng rồi hả? Mắt của con mình nó đã sáng rồi ông ơi. Thật hả con? Đúng là trời thương. Đúng rồi, sáng. Cha mẹ mừng lắm con. Dạ. Mừng lắm. Cha mừng lắm. Cảm con ơn trời Phật. Dạ cha mẹ, con còn có chuyện này muốn nói với cha mẹ. Chuyện gì vậy con? Không còn quan trọng nữa đâu con. Nếu gia đình họ phát hiện, con cứ về đây. Mắt con đã sáng rồi, mình cứ làm lại từ đầu. Ừ, đúng rồi đó con. Nếu mà bên đó có phát hiện gì á, con cứ về đây, cha mẹ sẽ lo hết cho con. Đúng. Dạ, rồi. Không phải chuyện đó. Ý là ngày hôm nay con về á, con muốn thưa với cha mẹ là vợ con Lệ Hằng đã có thai. Hả? Cha mẹ sắp có cháu nội để bồng rồi đó. Thật hả con? Dạ con nói thật. Thật vậy sao? Trời ơi mừng. Tức quá. Là con không bị phát hiện. Dạ con không bị phát hiện. Bà tạ ơn trời đã cho con hai cái tin vui liên tiếp. Mừng quá bà con ơi.